bác cùng hai mươi phát đàn mạnh khỏe hạnh phúc ăn càng lượng vạn sự như ý. Và vừa bác bác đại diện phát đàn hội nhà gái vừa phát biểu xong thì sau đây xin được trân trọng kính mời bác đại diện phát đàn hội trai sẽ có được một đợt lời và cũng như dặn dò đôi bạn trẻ trước khi về làm rể và làm dâu hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời bác. Cho nên là thay mặt gia đình nhà trai rất chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, bạn bè, nam nữ gần xa, đại diện cho gia đình nhà cháu Thảo đã đưa đón cháu về với gia đình. Thay mặt cho ban tổ chức và gia đình xin trân trọng cảm ơn tấm lòng chân tình của gia đình, cũng như là cũng không quản đường xa xa xôi đưa con đưa cháu về đến nơi đến chốn. Thay mặt cho gia đình cũng một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu cũng như là các vị quan khách trong hội trường vui khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành nhà cảm ơn. Xin nhanh dừng lại và được. Dạ vâng, và xin mời hai bác hãy cùng tiến lùi bước bắt tay nhau đi ạ. Vâng, xin mời hai bác bắt tay nhau thắt chặt tình thông gia và xin mời cô dâu chú rể hãy để tay lên hai bác đi ạ. Vâng, xin mời cô dâu chú rể hãy để tay lên hai bác đi ạ. Vâng, xin cái nắm tay này chúng cháu hứa với hai bác rằng chúng cháu sống bên nhau viên mãn bắt đầu, không phụ công mong mỏi của hai bác. Xin được trân trọng cảm ơn hai bác rất nhiều ạ. Vâng, xin mời hai bác cùng trở lại dưới sân khấu ngày hôm nay và cùng thưởng thức tiệc rượu, thưởng thức tiệc trà và cùng chứng kiến lễ đôi bạn trẻ được diễn ra sau ít phút nữa. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, và quay trở lại với chuyện tình của đôi bạn trẻ chào năm hạnh phúc chào hôm nay. Kính thưa quý vị và trai Tân Linh và trai đất trẻ lấy gái bản ngoài an toàn khu chiến khu ngày xưa, và trai Tân Linh lấy gái bản ngoài đẹp lòng hai họ như tiên kế lên rồng. Kính thưa quý vị và kính thưa quý vị có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, tình yêu của đôi bạn trẻ, kính thưa quý vị, đã trải qua bao năm đời tháng chờ, bao lần hò hẹn dưới chân thâu, và để rồi chú rể tìm được gốc thông xưa hẹn ước, và tìm được người trước hẹn hò, tìm được người đi chung một con đò, sông sâu biển cả hẹn hò có đôi. Và kính thưa quý vị, vào mối biển ngoài kia không mặt trác như tình đôi bạn trẻ vẫn son sắc man đồng, và ngoài cửa địa vẫn đang nổi bão tố mưa dông, thì hai bạn trẻ ngày hôm đây vẫn vững như thuyền mới lái. Kính thưa quý vị, và tình yêu đôi bạn trẻ đã trải qua hai bước đường công tác hôm nay đây dưới sự chứng kiến của quan viên đại học cô dì chú bác. Tôi xin được trình trọng tuyên bố lễ thành hôn đôi bạn trẻ chính thức được bắt đầu. Xin mời quý vị một tràng pháo tay lớn đi ạ. Vâng, kính quý vị, và sau lời tuyên bố được cất lên thì xin được kính chúc cho bạn trẻ sống bên nhau viên mãn bạc đầu, trăm năm hạnh phúc trọn đời không phai. Và kính thưa quý vị có mặt trong lễ thành hôn ngày hôm nay, kính thưa quý vị ạ, quý vị thấy chú rể chúng tôi đẹp trai không ạ? Đẹp trai một tràng pháo tay đi ạ. Vâng ạ, còn cô dâu thì sao ạ? Cô dâu thì sao ạ? Vỗ tay thật lớn đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị và cô dâu chú rể chúng tôi hôm nay rất là đẹp trai và xinh gái quý vị. Và chú rể chúng tôi đây trông rất đẹp trai. Vâng, các dâu phong độ thì không ai đẹp bằng, và cô dâu thì xinh đẹp tuyệt trần, và dịu dàng dễ mến lại có phần đến đa. Vâng, cô dâu tôi thì sao ạ? Vâng, cô dâu tôi thì được quý như chị hàng Nga, và thiên bổng nguyên soái cũng đang phải không hòa với điều ạ. Kính quý vị, và chú rể tôi thì sao ạ? Chú rể tôi thì trông giống Chí Điều, và con dâu thì giống Thí Kiều ngày xưa. Hai người đang ánh mắt đồng đưa, nhìn nhau say đắm mà lại say sưa tình đồng. Và từ nay nên vợ nên chồng, từ nay chung thủy mối tình sắt son. Và ngày hôm nay có bánh ngon và rượu ngọt, xin được trân trọng kính mời quý vị cùng chứng kiến màn cắt bánh ngày hôm nay và màn rót rượu vang ngày hôm nay của cô dâu chú rể. Sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng di chuyển qua bàn bánh và cùng các những tận bánh đầu tiên trong niềm vui và hạnh phúc dưới sự chứng kiến của bên quan viên đại học cô dì bác. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng mở kính chào. Cô dâu chú rể hãy đứng cạnh nhau đi ạ. Và xin mời tay trái chú rể hãy cầm vào chiếc dao cắt bánh, tay phải ôm vào eo cô dâu ạ. Và tay phải của cô dâu hãy cầm vào chiếc dao cắt bánh, cắt tầng bánh đầu tiên cuối cùng ạ. Tầng bánh cuối cùng ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và tầng bánh cuối cùng được ví như nền tảng của tình yêu, nền tảng của hạnh phúc, nền tảng của bao điều ước mong. Và tầng bánh thứ hai xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể hãy cùng cắt tầng bánh thứ hai. Vâng, kính thưa quý vị, tầng bánh thứ hai được thể hiện như sự tình yêu, đỉnh cao hạnh phúc. Và ngày nay đây, dưới sự chứng kiến của cô đây họ, đôi gì các bạn trẻ ngày hôm nay đã quyết định đưa một thời tình của mình gặp bến bờ hạnh phúc với đôi dưới sự chứng kiến của mọi người. Và xin mời cô dâu chú rể hãy cắt tầng bánh thứ ba đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, tầng bánh thứ ba được ví như sự đỉnh cao của sự viên mãn, đỉnh cao của sự giàu có và con đàn cháu đống đủ sang phú quý.
Bác xin được kính chúc cô dâu ngày này năm sau sinh được một cậu cu con, môi son giống mẹ, mắt tròn giống cha, và làn da thì trắng nón trắng nà, tính cách thì trái lại giống bà và giống ông. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời quý vị hãy cùng chứng kiến màn xuất hiện ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng di chuyển mặt nhựa. Vâng, xin mời chú rể hãy xoay tay bật nắp chai ngày hôm nay ạ. Và cùng rót thắp ly rượu đầu tiên trong ngày vui phút đêm. Vâng, kính thưa quý vị, và chú rể đang là thủ tục bật chai rượu đầu tiên ạ. Dạ vâng, và chú rể hãy xoay tay bật nắp chai đi ạ. Vâng, xoay đi ạ. Vâng, chai rượu đầu tiên đã bật lên và chú rể chúng tôi đã dừng lại, kính thưa quý vị. Và sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị, chú rể hãy tiến cạnh bàn rượu đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, bàn rượu được ví như mật ngọt của cỏ cây hay lá, được ví như nước để tưới mát cho cuộc đời. Và ngày hôm nay đây, làn rượu đỏ cũng như là màu máu của bạn trẻ đang hòa quyện vừa trong tim của nhau. Xin mời quý vị, chú rể hãy cầm tay nhau rót thắp ly rượu đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và quý vị đang chứng kiến lòng rượu đỏ đang hòa quyện với làn đá khói ngày hôm nay. Vâng, đang như là tình yêu của đôi bạn trẻ đang hòa quyện với nhau không rời. Và kính thưa quý vị, và đúng là nước được tưới cho cuộc đời của cái cây hoa lá, tưới mát cho cuộc đời hai bạn, và cũng như là vụ đắp cho tình yêu của hai bạn viên mãn bắt đầu tròn nghĩa phù thề, kính thưa quý vị ạ. Vâng, chai rượu đầu tiên đã được bật ra và được rót hết. Xin được trân trọng kính mời chú rể và con dâu hãy bật chai rượu thứ hai. Và chắc chắn chai rượu thứ hai này chú rể chúng tôi sẽ kinh nghiệm hơn ạ. Vâng, xin mời chú rể hãy bật chai rượu thứ hai ạ. Vâng, và đường hơi vui hạnh phúc và những giọt nước mắt của cô dâu đang chứng kiến, chứng quý vị đang thấy à, đang chứng minh rằng tình yêu của bạn trẻ đang đến một cảnh giới hết sức là cao trào, và cô dâu đang rất là hạnh phúc trong ngày này ạ. Vẫn xin mời cô dâu chúng ta hãy cùng góp tiếp sân thứ hai ạ. Vâng, và xin mời cô dâu chúng ta cùng góp thân ly rượu và cùng góp vào hai ly chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ngày hôm nay ạ. Cô dâu chú rể hãy cùng rót hai ly rượu và xin mời chú rể cùng rót nốt phần rượu còn lại lên tháp ly ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, và sau khi rót tháp ly rượu xong, xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng nâng ly và trở lại chính giữa sân khấu ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời cô dâu chú rể hãy chúng ta hãy cùng trở lại chính giữa sân khấu ngày hôm nay. Dạ vâng, và kính quý vị, và sau đây xin được mời quý vị cùng chứng kiến một ly rượu, một nghi thức uống rượu, ly rượu ra mời. Và cái đây sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta hãy quay vào nhau ạ. Và hãy cùng nhìn nhau một ánh mắt đắm đuối đi ạ. Cô dâu ơi, cô dâu hãy hé nở nụ cười và cho đôi má đỏ đẹp tươi và cho chú rể ngắm cô dâu tròn cả ngày hôm nay đi ạ. Vâng, xin mời cô dâu chú rể hãy ngoắc tay nhau đi ạ. Ngắt tay nhau chưa ạ? Dạ vâng, và sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng chuẩn bị những bức ảnh đẹp nhất ngày nay. Vâng, xin mời cô dâu chú rể hãy uống cạn ly rượu ra mời đi ạ. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, và những tràng pháo được bắn lên cũng như là pháo điện được vui lên, đó là niềm vui và hạnh phúc cũng như là lời thầm chúc phúc cho bạn trẻ trăm năm hạnh phúc cho ngày nay. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn,
đúng là tiếng pháo rền vang mừng thể thảo, nụ cười hân hoan đón cô dâu hiền. Và sau đây má đỏ đẹp tươi cho chú rể chúng tôi ngắm cô dâu trọn đời không phai. Vâng kính thưa quý vị, và ngày xưa nhẫn cỏ trao em, và nay đã có nhẫn vàng trao em ngày hôm nay để minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em. Và cặp nhẫn này sẽ chuyển từ tình bạn sang tình yêu, từ tình yêu sang tình vợ chồng trong ngày vui hôm nay. Sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta hãy lại quay vào nhau đi ạ. Vâng cô dâu ơi, cô dâu hãy nở nụ cười thật tươi với chú rể được không ạ? Vâng ạ, xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Và chú rể ơi, chú rể hãy lấy chiếc nhẫn ra và trao lên chiếc ngón tay áp út của cô dâu ngày hôm nay ạ. Và hãy trao chiếc nhẫn lên ngón tay của người vợ yêu dấu của mình đi ạ. Vâng, nhẫn này anh gửi cho nàng để nàng nhớ mãi ngày nàng lấy anh. Và sau khi chú rể trao nhẫn cho cô dâu xong thì xin được trân trọng kính mời cô dâu hãy trao chiếc nhẫn lên ngón áp út của chú rể. Và nhẫn này em xin được gửi cho chàng để chàng nhớ mãi ngày chàng lấy em. Và xin được kính chúc cô dâu chú rể bên nhau viên mãn thật đầu, trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đúng là cuộc đời ơi sao lắm diệu kỳ, năm tháng trôi đi cho ta nhiều nỗi nhớ, và có gì đâu chỉ một lần gặp gỡ mà lòng anh đã tròn nghĩa trong em. Và gặp nhau thì đã nói gì đâu, và chỉ qua ánh mắt bắt cầu tình yêu. Và chú rể xin làm ngọn gió chiều thổi bùng ngọn lửa tình yêu ban đầu. Và trong ngày vui ngày phúc này, vâng quý vị ơi, chú rể vừa hôn tay con dâu đây ạ, một tràng tay lớn ạ. Vâng quý vị ơi, quý vị và quý vị có thấy thiếu trong chương trình lễ tình đôi kém này không ạ? Thiếu mà thiếu cái gì ạ? Vâng ạ, tôi chưa thấy các bạn là thanh niên nói mà tôi đã nghe các em nhỏ đã nói hôn ạ. Vâng quý vị, và sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể hãy quay vào nhỏ đi ạ. Tôi biết chắc là cô dâu đang đợi giây phút này nhất ạ, và đặc biệt hơn là chú rể chúng tôi ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị, và xin mời cô dâu chú rể hãy tiến lên một bước nữa đi ạ. Vâng kính thưa quý vị, và để nụ hôn có thành công hay không thì sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu hãy đứng im, mắt lim dim, tim giật giật, và hãy để đôi tay lên bờ vai của chú rể, hãy đừng mân mon gì ở bên dưới ấy nữa. Và xin mời đôi tay của cô dâu ạ, một tay kia còn làm gì nữa ạ? Tay để lên trên hết đi ạ, còn dưới để tối. Vâng chú rể chúng tôi rất chuyên nghiệp kính thưa quý vị. Vâng kính thưa quý vị, và đố anh định nghĩa được chưa hơn, có gì đâu dạ bồn chồn, cô dâu chú rể đứng úp lại dùng răng chắn lưới thế là hôn. Vâng kính thưa quý vị, và quý vị sẽ được chứng kiến quả phạt cách cung thành răng mồm chừng hơn 20 cm. Và cô dâu hãy nhắm mắt lại đi ạ, nhắm mắt lại chưa? Vâng, không được chu mỏ thêm 1 cm nào hết, và hãy để hưởng chọn nụ hôn của chú rể chúng tôi ngày hôm nay. Vâng chú rể, cô dâu hãy nhắm mắt lại nha. Vâng chú rể ơi, từ từ ạ, từ từ ạ, để tăng phần hồi hộp thì xin mời cô dâu nhắm mắt lại đi ạ, để nụ hôn đến bất ngờ cho hạnh phúc đi ạ. Vâng kính thưa quý vị, chú rể ơi, 3, 2, 2 dưới, từ từ cô dâu hãy quay với chú rể đi ạ. Tôi đang tạo một nụ hôn bất ngờ cho cô dâu đi ạ, đến từ chú rể đi ạ. Vâng chú, cô dâu nhắm mắt lại đi ạ. 2 dưới mà hôn, hôn đi ạ. Và quý vị một tràng tay lớn đi ạ. Vâng kính thưa quý vị, một nụ hôn rất là mặn mà và mặn thắm thiệt hay. Vâng xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời mẹ của chú rể cùng bố chú rể có lên sân khấu ngày hôm nay trao món quà cho con dâu trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời mẹ trở lại sân khấu ngày hôm nay và cùng chúc lấy nhiều bức ảnh lưu niệm, và cùng trao chiếc nhẫn và trao quà cho con dâu trong ngày vui hôm nay. Vâng kính thưa quý vị, ngày vui thì pháo nổ vang trời, cha mẹ rằng hai đứa một lời vàng son, rằng dâu hiền dễ thảo nghe con, võ công cha mẹ sớm non tối kề, và món quà nhỏ tấm lòng son cha mẹ tặng để mà để nuôi con sau này. Và xin một gái một trai đôi giày con lớn thật dài, cha mẹ vui, và trong ngày vui hôm nay không thể quên công ơn dưỡng dục của mẹ cha rất nhiều. Và xin được kính chúc cha mẹ luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, và làm luôn luôn làm điểm tựa cho chúng con làm ăn kinh tế vươn lên sau này. Xin được trân trọng cảm ơn mẹ rất nhiều. Và sau ngày hôm nay đây, chương trình chúng tôi sẽ dành cho quý vị một game mini show dành cho cô dâu và chú rể, và chắc chắn đem lại tiếng cười cho quý vị trong ngày vui hôm nay. Và xin mời quý vị cùng đừng rời mắt khỏi sân khấu ngày hôm nay ạ.
Và để đến lời cho con dâu thì xin được trân trọng cảm ơn bố mẹ của chú rể. Xin được trân trọng cảm ơn bố mẹ. Xin được cảm ơn bố mẹ đã sinh ra anh một người đàn ông tuyệt vời. Một điều của đời con, và con hứa với bố mẹ rằng chúng con sẽ hiến sống với nhau đồng bằng thăng long và không phụ công mong mỏi của cha mẹ. Dù anh có xấu đi theo thời gian chăng nữa, chúng con sẽ mãi mãi bên nhau đến hết trọn cuộc đời này. Xin được trân trọng và kính chúc sức khỏe cha mẹ rất nhiều. Vâng, xin mời mẹ anh cùng đến lại sân khấu và chụp ảnh lưu niệm. Và dạ vâng, và xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể hãy cùng trở lại sân khấu và không để chụp vỡ bức ảnh lưu niệm trong ngày vui ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, xin mời ạ. Bố cũng trở lại sân khấu ngày hôm nay. Và sau khi bố mẹ chụp ảnh xong thì xin mời quý vị cùng đến với chương trình Rất TV dành cho con dâu và chú rể. Ai thông minh hơn là cô dâu và chú rể? Vâng, xin mời quý vị cùng đừng rời mắt của sân khấu ngày hôm nay. Chương trình hết sức vui nhộn dành cho quý vị ạ.